thẳng không đúng phải rồi, là đúng rồi, gì. đúng rồi. Em thấy được không? Được chị. Đẹp nha. Dạ. Em ơi, cái này là The View. Nó là công ty lớn nhất của Trung Quốc về về lốp xe đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái máy lốp thẳng cái này xấu quá. À cái này là nhìn hồ bơi luôn này. Ờ, nhưng mà làm bẩn quá, để bẩn quá, nó không có ai ở. Ở trong này nó có hồ câu cá rồi. Một view.